Chào mừng quý gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình lại tiếp tục cái chương trình đang sell off những cái hàng tồn kho ha. Thì giá đang sell off cũng rất là mạnh luôn. Thì anh em đang coi được cái mã hàng nào mình có nhu cầu thì mình mua trong cái dịp này. Ha, giá đang rất là tốt. Đầu tiên anh em đây là một cái bộ dụng cụ nè ha, rất là nhiều chi tiết nằm đây. Giá đang sell còn có 390 thôi nha. Cái bộ này thì 390 là rất là rẻ nha. Nói cái hộp này anh em mua cũng đã là mấy chục ngàn rồi. Rồi cái thước nè cũng mấy chục, này mấy chục ha. Cái mẫu lết này cũng vậy. Thì anh em gom lại là 2 nè, 4 nè, 5, 5 cái chi tiết lớn và một dãy những đầu vít nằm ở đây nha. Đầu vít này thì nó xài với cái đầu này, anh em bỏ vào đây anh em dặn ha, bộ này gia đình nha. Như được cái thì nó cái nào ra cái đó, kìm ra kìm rồi cái khung này nè, ra đó, thước thước 3 mét nha. Kìm cắt nè, kìm răng, rồi tu vít này xài với đầu này. Nha, đầu này cái mỏ lết nha, mỏ lết này mỏ lết 8 inch. Khả năng ngà mở lết là tới 30 ha, mỏ lết hàng công nghiệp nha. Máy này hàng công nghiệp. Rồi cái kìm vậy, kìm này hàng công nghiệp nha. Đây nè. Đó, industrial nằm đây ha. Rồi, bộ này đang sell còn 390 nha. Số lượng thì nó cũng chỉ có mình có khoảng 3 bộ thôi. Nha, còn 3 bộ thôi nè ha. Khá là đẹp. Đó. Nha, ok nha. 390.000 anh em lưu ý giùm, mấy giá là giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha. Anh em nào ở tỉnh xa là mua là 390 là cộng thêm tiền ship vô nữa đó nha, thành hơn 400 đó. Anh em ghé cửa hàng mua thì đâu đó tầm khoảng thì nó chỉ có 390 thôi. Còn về những cái đầu vít á, anh em á, đầu vít á, mình đọc là dẹp là 3, 4, 5, 6 nè, BH là 0, 1, 2, 3 nè, BZ là 0, 1, 2, 3 nè, T10, 15, 20, 30 nè, H là H3, H4, H5, H6 ha. Đó, H là cái lục giác anh em, còn những T là bông á, nha. Rồi, đây là hàng công nghiệp nha, industrial ha, rồi 390. Kế tiếp nữa một cái bộ 86 chi tiết, nó gồm những cái mũi khoan nằm trong đây ha, giá cũng đang show up còn có 508 nha nè. À, số lượng cũng còn đâu đó khoảng 3 bộ thôi. 580.000 thì anh em mua cái hộp này là tuyệt vời luôn ha. Thật ra mà nói cái đây. Quá trời đồ luôn nè anh em ha. Chỉ có 580.000 thôi. Thước, mũi khoan rồi vít, dao ha, những cái hộp vít nằm ở đây. Những cái bộ shop này thì những cái đầu này nó nói chung là cái đầu này nó hơi sắc sét chút xíu nha. Nó nói chung shop nó chỉ vậy thôi nha anh em. Đó, đây mình nói thẳng luôn. Nó hơi sắc sét, nó chỉ có chút xíu thôi à. Đây này nè, cái chỗ này này thôi. Còn cái này hình như là không. Không thấy ha. Máy này là ok hết. Nhưng cái hộp này thì chỉ có một số chi tiết nhỏ này bị hơi sáng chút nha, nó không sao. Rất là nhiều cái đầu lục giác đây ha, anh em mua này về hầu như là đủ size, đủ kiểu luôn á anh em nha. Những lục giác bông sao tê rồi cái gì đó, mũi khoan ha. Mà giá đang shop có 580.000 thôi nha, khá là rẻ. Cái thước con dao nè, vít này tự động nha. Vít này tự động là nó nó như này nè em ha, lắc qua nè. Rồi. Đó. Khóa nè, xoay cái nữa nè, ha, siết vô nè. Xoay lật lại mở ra nè. Siết vô chứ siết vô nè. Mở ra nè. Ok ha, đầu kim loại nha, đây có 500 nè nha. Đó. Hàng công nghiệp nha, vít hàng công nghiệp. Đó, rồi một cái mũi âm một vít nữa nè, âm một vít gỗ nè anh em. Đây. Đó có 580.000 thôi, âm một vít gỗ nè, những cái đầu socket nè. Nha. Khoan đuôi cá 16, 20, 25, thước thủy, đây, nguyên cái dàn mũi khoan trên đây, nguyên cái dàn đầu vít trên đây, đó, nó quá trời đồ luôn. 580.000 trong bộ này nha anh em ha. Số lượng mình còn khoảng 3 bộ. Máy này hết là mình không có về nữa nha, tới đến cuối năm không có về nữa. Qua năm nếu mà hãng có chương trình gì nữa hay hoặc là như thế nào đó, mình có thể mình khuyến mãi hay gì đó mới có thể nhập thôi. Chứ bình thường cái mấy dòng này thì giá nó cao lắm anh em ha. Giá 580 là giá đang khuyến mãi rồi đó. Ok nha, một cái bộ 5-6 chi tiết giá 580.000 nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua máy. Đầu tiên đây là con máy chà nhám. Chà nhám này cũng đang shop rất là mạnh luôn. Chỉ còn có 740.000 thôi nha. Hàng công nghiệp. Giá mới nó là tới khoảng 956.000 anh em ha, giảm tới 200 mấy luôn á. 350W nè. Nó sẽ cái đế bằng nhôm ha, nó to. Giá đang shop chỉ có 740.000 thôi nha. 740.000 thôi. Đây. Đó. To đùng luôn rồi nha. Cái này đùng đấy, trà xưởng ngon nè. Đó. Trà xưởng cực kỳ ngon luôn. Đây anh em. Nha, trà xưởng tuyệt vời luôn nha. Đó, rất là to. Ok ha. Bóp nằm ở đây, bóp cò cái là nó rung cái là bảng lớn nè, nha, bảng to đùng luôn. Gài nhám nằm ở đây. Nha, gài ra bỏ ra. Bỏ nhám vô ha, tôi gạt lại. Là nó cứng ngắc luôn nha. Gài nhám trên, gài nhám dưới, có lỗ hút bụi, bảng lớn
nha, hàng công nghiệp. Công suất của con này là 350W nha, 350W. Cái này thì cái giấy nhám nó là 220 nhân cho 110 nha, 220 nhân 110. Đó. Con này là hôm trước nó bị cái chung là chất nó lâu lâu nó bị mấy cái này là hàng nó hơi lâu ha, nên nó bị cái thủng hơi hơi ấy, cái móp chút nha. Rồi ok ha, 740.000 thôi anh em ạ. 740.000 thôi. Đang shop rất là mạnh luôn nha. 740.000. Đó. Quên cắm điện cho anh em nghe tiếng ha. Lúc mình đang làm lẹ quá thì nó hơi không nghe được tiếng máy. Đây. Máy chạy êm lắm nha. Đó, khóa rồi nè. Nói chung mấy cái máy chạy nhám nó chạy êm lắm nè, nó rung mà. Thực ra cái máy chạy rung qua cái ly tâm á là nó đưa cái đế thôi. Rồi 740.000 nha. Số lượng này mình còn đâu đó khoảng 3 con đó nè. Rồi qua luôn. Quên. Này có cho thêm một cái cặp cửa thang dự phòng nữa. Kế tiếp, đây là một cái bộ máy khoan tường, khoan bê tông nha. Nó dùng bằng điện mà đầu gài SDS, nó chỉ có hai chức năng thôi là khoan và khoan búa thôi nha. Cái đầu này thì anh em nào đi leo kẹt trên cao khoan bê tông rồi ngon nè. Công suất 400W, tốc độ quay 900 vòng phút ha. Khả năng khoan tối đa 12mm. Giá đang shop với con này chỉ còn có 790.000 anh em ạ. 790.000 thôi giá của nó. Con này nó tới 1.080.000 á. À, mình giảm này khoảng 290.000 à. Đó. Cái con này thì nó được thiết kế dây nó khá là to luôn anh em á. Mình thấy cái thằng DSA làm mấy cái này sao dây nó cứng cáp cực kỳ luôn nè. Nó dây khá là xịn ha. Con này là hai chức năng nè, khoan nè và khoan búa. Con này anh em ở gia đình mà chúng ta muốn khoan sắt á thì chúng ta mua thêm cái đầu chuyển từ cái đầu STS á sang cái đầu kẹp được nha. Đó, con này là chuyên đi khoan tường bê tông nha, có búa. Ok. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thực ra mà nói thì nó bán hơi chậm ha, đang shop con này luôn nha. Rồi giá đang shop chỉ còn có 790.000 thôi anh em ơi. Giảm rất là sâu. Đó, khoan nè. Ok ha. Khoan búa nè. Đó. Thì những anh em nào mà chúng ta leo trèo trên cao đó thì chúng ta muốn này về chúng ta khoan ha cho nó khỏe ha. Có chức năng đảo chiều nha, đảo chiều đây nè, đảo chiều bên đây được cái nó rẻ anh em, chứ anh em mua pin thì để khoan mà tường thì chắc không có vài triệu á. Còn này chúng ta đi khoan tường thì con này thì nó đang rẻ ha. Đó, anh em nào khoan mũi 12 trở xuống á là ngon ha. Xả ra thì nó quay chậm nha, xả ra quay chậm, còn siết vô là nó quay maximum. Ok ha. Đó. Rồi rất là đẹp nha, hàng mới hết. Mấy cái này là bọc cao su cầm nó chắc tay lắm nè, con đi xa làm cứng cáp lắm. Rồi trang bị đầy đủ ta ha, một cặp chỗ thang dự phòng, một cặp chỗ thang dự phòng nữa nè, một cái mũi khoan nha, một mũi khoan kèm theo. Đó. Mũi khoan là 8 ly nha, cặp thang dự phòng. Rồi giá đang shop 790.000 cho con máy khoan này nha. Quên cái thùng to đùng nãy không quên giới thiệu. À, thùng đang khuyến mãi rất là hấp dẫn nè. Đây là cái mẫu thùng 51 20 inch 51 cm, nó có dài là 51, rộng 30, cao 26.5. đang shop rất là mạnh luôn ha, chỉ còn có 500.000 thôi anh em. 500.000 thôi là anh em mua cái thùng này, trời rất là rẻ nha. Cái thùng này thì cái thân này nè dập làm bằng kim loại ha. Đó nha, nó dập là bằng kim loại. Rồi đây đó, còn cái chùm ở đây tay cầm bằng nhôm ha, cái tay cầm bằng nhôm thôi, cái cụm này vẫn bằng nhựa nè nha. Đó, và ở trong đây đó, cứng cáp ghê chưa. Cái thùng nó làm đây nè, nguyên cái xương nè, rất là cứng luôn, học to đùng đấy ha. Giờ mình sẽ đo cho anh em về cái lọt lòng.
Cái thùng thiết kế đựng đồ nhiều lắm rồi nha, lọt lòng dài nè, dài 50 nè, rộng nè, nó không có bị vướng những cái rộng 26, nó sẽ không có bị vướng những cái gù hoặc những cái ô ha. Đối với những cái thùng này anh em nó rộng lắm nha, dài 50, rộng 26 đó, rộng 26 và chiều cao á, chiều cao luôn lên tới cái mép này luôn là 17 nè ha. Chúng ta có thể xài luôn lên tới trên luôn cũng được, tầm khoảng anh em có thể xài lên gần 19 mấy đó, nếu mà chúng ta không xài cái nắp này, bỏ cái nắp này nó xuống nữa thì nó tầm khoảng cỡ xuống tới đây tầm khoảng cỡ 15 thôi nha. Rồi chúng ta xài thêm cái nắp thì có thêm cái lỗ trên nữa thì chúng ta nhiều thêm nữa. Rồi ok anh em nha, chỉ có 500 ngàn thôi, số lượng cũng còn ít, không có nhiều. Máy này đang tồn kho ha. 500 ngàn nha, một cái thùng 500 ngàn, khá là mịn màng luôn. Rồi anh em đừng quên hai dòng sản phẩm này nha, đang đang khuyến mãi rất là hấp dẫn nè. Những anh em nào đang cần một con bắn vít, một con bắn bù lông á, bộ á, thì mua bộ này giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Một máy một pin một sạc chỉ có 1.150.000 thôi nha, một máy một pin một sạc chỉ có 1.150.000 thôi. Còn anh em mua riêng cái thân này á, là nó là 830.000 nha, 830.000. Anh em lưu ý dùm cái cục pin này là pin E20 nha, và cái pin này pin E20 nha. Pin này thì nó có thể xài cho những cái pin này nè, nó có thể xài cho những cái máy khác được nha, nhưng mà cái thân này nè, cái thân này nó anh em những cái dòng pin xe thì anh em gắn vô không có được nha, cái thân này chỉ xài cho pin này thôi. Anh em lưu ý nha, bắn bu lông này lực xoắn 300 newton, tốc nó là quay 1.600-2.400, tốc nó khỏe hơn, nó nhanh hơn anh em á, búa là 2.500-3.700 đó. Một bộ chỉ có 1.150.000, mấy này mình bán được khoảng 5-7 bộ gì đó. Trang bị thêm 3 cái đầu khẩu nha, 3 cái đầu khẩu. Như những anh em mà lần đầu chúng ta xài, chúng ta mua bộ này cho nó rẻ ha. Như anh em lần đầu chúng ta xài, dù giờ cái bộ này mà anh em đi mua cái bình thường cái kia nó cũng đã là 1.800 rồi ha. Thì giờ chúng ta đem gì chúng ta xài gia đình, lâu lâu chúng ta xài thì con này cũng sẽ ngon rồi anh em á. 17, 19 và 21 nha, 17, 19, 21, lực xoắn 300 newton, đầu khẩu 1/2 và động cơ không than nha. Đây động cơ không than đó nha anh em ha. Đó. Ok nha, đó sử dụng pin E20 nha, E20. Rồi bây giờ mình sẽ gắm pin cho anh em coi nè. Cục pin thì anh em mua rồi là 340 nha anh em. Pin E20 thì thiết kế nó màu đen. Ok ha, tiếp vào nè, chậm nè, nhanh nè, chậm nhanh ha. Mở ra chỉ có một tốc thôi nha. Cái con này nó thiết kế là gì, nhỏ gọn để chúng ta cầm ta mở những con ốc 8, ốc 10 nó dễ nha, nhỏ gọn lực khoáng nó khỏe. Còn những anh em mà mua những con mà nó lực xoắn nó cao á, nó to đó, mỗi lần chúng ta mở ốc 10, 12, 13 gì đó nó cầm nó mỏi tay lắm. Còn con này thiết kế nó vừa vặn luôn anh em á, nó vừa vặn, nó gọn luôn á nha, để chúng ta làm thao tác đó vậy anh em. Thợ máy xe. Cái con này thì mở ốc nào ở bên ốc bánh sau rồi đó, nó to nhưng mà không nổi nha. Bánh sau bây giờ nhiều con nó tháo ra xiết ghê lắm, với lực xoắn 300 newton thì nó mở không có nổi đâu ốc bánh sau nha. Tại vì nhiều cái xe mà anh em sửa ở ngoài tiệm rồi đó thì người ta sửa chỗ khác, nó dùng súng hơi người ta bắn mạnh lắm ha. Nhưng lực xiết nó mạnh hơn, nên con này cho anh em mở những cái ốc 19, 21 gì đó nha. Đó thì chúng ta sẽ mở ok rồi nha. Thì anh em nào mua bộ này đang khuyến mãi đó, một máy một pin một sạc nha, giá chỉ có 1.150.000 thôi anh em, một máy một pin một sạc nè nha. Còn anh em muốn mua thêm cục pin thì 340.000, vẫn rất rẻ nha. Rồi còn về bắn vít thì sao, nếu như anh em có nhu cầu mà mua cái bắn vít cũng vậy, bắn vít cũng đang khuyến mãi một máy một pin một sạc thì giá nó cũng có 1.150.000 thôi nha. Vẫn là động cơ không than, thiết kế y chang cái đoàn đó, lực xoắn là 170 newton nha, đầu khẩu 1/4, tốc quay con này là 1.300 và 2.000 ha. Riêng tóc này là 1.300-2.000 nha anh em. Cái hàng này hàng mới hết bảo hành, chúng ta là 6 tháng hết nha, bảo hành 6 tháng hết đó. Rồi ok nha đó. Một máy một pin một sạc vẫn là 1.150.000, thì anh em tùy chọn thôi, mua bắn vít hoặc bắn bù lông. Bắn vít thì cho thêm một bịch đồ vít như vậy nè nha, đầu hai mũi khoan với hai đầu bắn vít với ba đầu bắn tôn đó. Rồi hết rồi nha anh em á, đó là những cái bộ mà nằm ở trong chương trình mà mình đang tồn kho đó, mình đẩy những hàng tồn á. Từ đây cuối năm thì sẽ có những cái hàng tồn mình sẽ cần đẩy ha. Nói chung thì cũng sell out từ từ nha anh em á, chứ làm một cái thì nó hơi
Nếu làm một cái mà nhiều quá thì nó hơi rối nha, người làm nó cũng mệt đó. Thì mình coi cái gì đó từ từ. Những cái này hết thì chắc có lẽ thì cũng phải ít thôi chứ không phải nhiều, tại hôm trước cái này về nhiều, cái này mấy này không về, mỗi thứ là tới 20 bộ á, 20 bộ, 2 bộ là hai, mỗi thứ là 20 bộ á nha. Rồi ok nha, anh em nếu còn mua thì liên hệ. Còn nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Anh lưu ý giùm giá, mình báo là giá tại cửa hàng chưa gồm với ship nha.